Chào tất cả các bạn. Thì lời đầu tiên thì mình chúc tất cả các bạn thì luôn vui vẻ và thành công nha. Ngày mới thì luôn vui vẻ. Thì hôm nay mình sẵn lúc mà mình đi làm về thì mình cũng mua được một số món đồ. Thì hôm nay mình quay cho các bạn mình xem chơi nha. Thì chủ yếu là ba đồ điện tử lặt vặt mình chế chán hàng ngày thôi các bạn, chứ cũng không có cái đồ gì mà nó nhiều đâu. Như ba cái đồ mà xài hàng ngày thôi, mình thấy thì tận dụng được mình mua về mình chế cháo mình xài thôi, chứ không có đồ gì mà giá trị. Thì đầu tiên thì mình mua được cái đèn nè, cái đèn này đèn học cho bé nè các bạn. Thì đèn này thì đảm bảo nó sẽ xài là nó xài bằng cái pin nha, pin acquy á, nó có cục pin nhỏ nhỏ gắn đây nè, thì nó xài điện đây, nó xài điện trực tiếp khi mình găm điện 220 vô hai cái jack này nè. Thì mình thay đầu tiên thấy cái đèn này là nó hư rồi nha. Đây mình bắt cái đèn nó không sáng nha. Thì cái đèn loại đèn này á, rất là dễ các bạn, nó cũng không hư hao gì đâu. Nó chủ yếu là nó hư cái cục pin đó thôi. Thì mình thay cục pin khác mình gắn vô mình xài thôi. Mình thấy hay lộn thôi. Chứ bạn lúc mà bạn đi mua một cái đèn mới á, thì nó tốn cũng 70-80 ngàn cả 100 ngàn. Nhưng mà mình ra chơi trai mình mua cái đèn này nó 2-3 ngàn cái à. Mua thì xài tận dụng được mình sửa làm xài thôi. Tại pin các bạn có thể sử dụng pin mà của sạc dự phòng á, các bạn lấy ra các bạn gắn vô vẫn xài được nha. Thì nó cũng dòng điện cũng tương đương với loại sạc này thôi. Thì mình thấy thì mình lậm đó. Thì đó thì mình thấy được một cái hộp đẹp quá mình lậm luôn. Cái hộp này mình tính lậm về mình đựng linh kiện cũng được, không thì mình chế một cái loa nghe nhạc cũng được các bạn. Nó để đây là sữa non gì đó các bạn. Sulet gì nè. Cái hộp không biết sữa nó mắc hay không, nhưng mà cái hộp rất là chất lượng các bạn, hộp rất là dày luôn. Mình thấy cái hộp cũng đẹp, mình làm đây nó để có tem chống hàng giả nữa các bạn. Thì tiếp mình làm được một cái này nè. Cái này là cái cầu dao nha, cầu dao loại nhỏ thôi, nhưng mà được có cái là cái cầu dao này công suất nó tới 30A nè các bạn. Đây để 30A nè. Thì các bạn có thể bạn về bạn chế xài cho những cái máy phan, máy giặt hay những cái gì linh kiện gì mà nó có điện hơi cao á, mà xài nếu mà cần qua cục dao thì mình nên mua thêm cái này, mình xài nó sẽ an toàn hơn. Đây nó bị mẻ chút xíu ngang góc nhưng không sao các bạn, xài được là được rồi. Thì tiếp tết thì mình thấy ở ngoài người ta cũng bỏ lăn lóc một cái máy, một cái súng bắn keo nha. Thì hôm trước thì mình cũng mua được 2 cái vậy đó, nhưng mà chủ yếu đa phần á là về các bạn gỡ ra nó đứt cái con nó trong cong á, nó có một cái con giống như là một cái con điện trở á, nó cản cái dòng của bóng đèn này nè, nó đứt ngay cái bóng đèn này nè. Nên các bạn găm điện vô á, lúc các bạn không biết á, bạn nghĩ là đứt bóng đèn là nó sẽ đứt nè, nhưng thực sự ra trên này vẫn có điện nha, nhưng mà nó chỉ đứt này thôi. Thì cái trường hợp đó bạn chỉ gỡ ra bằng hai cái con trở cái bóng đèn này thôi, tại bóng đèn này có thể là nó bị cháy đứt bóng rồi, bạn thay con trở đó mà gắn khác là thôi thì nó sẽ hoạt động bình thường à. Thấy gì lộn không à, chứ cái này mình thấy bán cũng rẻ, mới với các bạn, nếu mà các bạn không không biết sửa thì mua mới cũng ngon cũng được, tại này cũng rẻ 40-50 ngàn gì đó. Hôm trước thấy có ông bạn mình mua trên Shopee 42 ngàn cái nè, cái phí vận chuyển rồi luôn, thì về tới đây là cũng 50-60 vậy đó. Thì hôm nay mình thấy sẵn mình lượm mình sửa tại dung mình xài cũng rẻ các bạn, ba đồ da chai mà có nhiêu tiền. Tiếp thì mình thấy được cái đèn lượm các bạn, đèn này nó cũng tốt nè, thấy nó dơ cũ kỹ vậy nè, để con 30W nha, nhưng mà mình nghĩ nó không tới đâu, cái con đèn này dữ lắm là nó 10W hay là hết mức rồi, 5W 10W thôi mà. Thì thấy mình tận dụng đây, nó có cái giác sạc bên đây nè, nó sạc này. Thấy thì lộn các bạn à, tháng 5 2019 cũng đẹp, cái gì nó dơ thực sự, mặn rửa vệ sinh là sạch nó cũng còn đẹp lắm. Đây nó sử dụng là 2 viên pin 1.650 nè. Thì các bạn cứ cần gỡ ra rồi bạn kiểm tra, nếu mà pin hư thì bạn thay 2 viên pin mà có 650 trong đây thôi thì nó sẽ hoạt động lại bình thường các bạn, chứ không có gì đâu. Ba loại đèn này
Tiếp thì mình lượm được một cái này là cái đầu thu cái đường hình nha, thu mà. Nhưng mà cái này nó để nè, thực sự nó có cái mạc cả cái đường hình Vĩnh Long sẵn luôn nè. Này nó sử dụng đây là cái nguồn DC 5V nha, để mình sẵn lấy cái đồng thử luôn. Mình do cái mình lấy cục sạc điện thoại các bạn, mà mình chế lại cái cọng dây này nè, cọng dây này, tại vì trên cái đầu thu này nó sử dụng là cái jack lớn nha, jack cỡ lớn, mà cái trên điện thoại điện thoại mình thì đâu có găng vô được, thì tiến hành mình găm điện mình thử nha. Hiện tại mình găm lên thì thấy nó hư rồi các bạn ơi. Thì đồ ngoài đa phần người ta bán mình chắc cũng quá hư các bạn. Nhưng mà để mình tận dụng mình sửa được không? Sửa được thì mình xài các bạn. Tiếp đến thì mình lượm được cái này nè. Đây là đầu thu ca cộng nha. Ca cộng các bạn. Nó có cả còn cái thẻ sim điện từ của ma ca cộng. Ca cộng thì không biết còn xài được không, cũng không biết nữa, để mình cái nào mình găm điện thử nha. Thì ở đây nó sử dụng dòng điện 220 các bạn, bây giờ điện 220 nha. Thì găm mình cũng thấy cũng không có lên nha, đây lên nữa các bạn. Từ nãy mình cái nút nguồn nó hơi cứng nha, nó giống như bị lâu ngày quá, nó bị giống như nó xét rang, nghe nó kêu bút nè. Thì thấy tín hiệu nó lên nha. Thì mấy loại này mình mua về mình tận dụng được thì mình xài các bạn. Nó cũng rẻ, ngoài dựa thì nó không có nhiều tiền, nhưng mà mình mua mới thì nó mắc thôi. Thấy thì lượm ha. Tiếp thì mình lượm được một cái ổ điện nè. Thì giống như cái này gọi là đam mê các bạn ơi, chứ thật sự ra ở nhà mình á, hiện tại ở nhà mình có 4 năm cái ổ điện này nè, có lúc mình cũng muốn xài nữa, thấy thì người ta bán thì uổng quá, uổng nay để nè. Thì ổ năm được 5m nha, cái công suất của nó là có thể được 1000W nha các bạn, là cái chịu tải á, cái dòng đi điện dòng tải của nó là khoảng 1000W nha các bạn. Nếu mà xài bếp từ hay bếp phòng ngoại, một số loại bếp mà nó tới 2000W hay 1800 á, thì các bạn không nên sử dụng ổ điện này nha. Ổ điện này nó sẽ bị cháy, mấy này bằng kim nó sẽ bị cháy này với cháy như này nha, nên mình không có xài này cao. Thì mình phát hiện đây cái này người ta xài cũng quá tải mà cháy cái đầu dây nè, và ngay chỗ đầu này á thì nó cũng bị gãy nè, thấy nó gãy đứt, nó lội điện nha nè. Thì cái này á thì bạn mua về á, bạn thay lên thay này, dàn xài những ổ điện nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như bạn kéo đèn led hay những cái gì đó, thiết bị gì đó hay tivi rồi đó, những cái đầu mà bạn cần không có ổ điện hơi xa bạn xài không được thì bạn tận dụng mấy này đi sạc điện thoại đó, mấy này nó không có cần công sức, cái đó công sức không có lớn thì tận dụng những ổ điện này mà xài được nè. Chứ nếu xài những loại thiết bị nặng điện đồ cái từ hồng ngoại hay cái đồ nướng đâu á, mấy hàng mấy tan đâu mà không có xài ổ này nha. Có nhiều người mình thấy không biết sao chứ thấy có là các bạn cứ người ta cứ găm vô xài, nhưng vậy đồng nghĩa là câu điện này sẽ mất rất là mau hư nè, thấy lợm đúng không ạ. Ổ này người ta chắc thấy là người ta bị cháy đứt cái đây nè nên người ta mới bỏ đó. Tiếp thì mình thấy người ta giật lăn lắp một cái cục sạc, thấy cũng còn ngon quá rồi, sẵn rồi mình lợm luôn. Đây cái cục sạc này là của Sony nha, nhưng mà nó xài được cái dòng điện DC của nó, dòng điện mà nó khi nó ra là DC 8.4V nha, 1.7A. Thì cái cục sạc này là cục sạc 2S nha. Các bạn mua, mấy các bạn nhiều bạn hỏi mua cục sạc 2S, là cục sạc 2S là cái cục sạc giống cái công suất nó ra giống gì nè. Là DC 8.4V, dòng nó có thể là 1.7A, 2A, 3A tùy cái mức độ mình sạc thôi. Thì thấy mình lộn, người ta cắt cái đầu dây trên đây rồi luôn rồi, chỉ còn ta cắt cái đầu dây trên đây luôn rồi, thì chỉ mình ghim điện cho mình thử thôi. Nhưng mà mình hiện tại mình ở nhà mình không có cái chui này nữa,
mình không có thử được. Vậy bữa nào để nào mình thử Sony nha các bạn. Thì tiếp tới thì mình làm được mấy cọng dây này nè. Dây này chắc mấy cái dây mà để người ta lấy cái điện từ thiết bị đo ra gì đó các bạn. Nè. Mấy cái đầu dây của ta dắt dây này nè. Mình muốn biết là dây này cái gì nè. Nè. Thì thấy người ta bỏ mà đó thì mình lượm luôn. Tiếp thì mình thấy được cái ấm siêu tốc. Ấm cũng xịn xịn nữa các bạn. Để làm made in, để làm Malaysia này. Thấy có cái bên đây nó có cái đồ mà để nó chạy cái mực nước đó nè. Nhiều nhiều nè. Nó có đây nó có đầu lượt của mèo xét trên. Thì thấy cái vỏ ấm còn tốt các bạn. Mình thấy là mình mua luôn. Để các bạn tận dụng được thì xài xài. Thì tiếp mình làm được một cái này nè. Một cái lo luôn. Thuốc một cái lo là B89. Cái lo này dành cho những mấy cái anh chị mà người ta đi bán đồ mà đổi như đồ cho đêm vậy, ta rau á. Em ta mình thấy là thường ta xài cái lo này nhiều lắm nè. Cái lo này á thì người ta sẽ đổ pin đây nè. Thì nó công suất rất là lớn, đổ pin vô xài rất là lâu mới hết. Rồi người ta để dành là người ta rau bán đồ ngáo rồi á. Bán rau cả ngày mà vẫn chưa hết pin á. Thì mình thấy bỏ vậy chai lăn lóc thì lụm thôi. Cũng còn mới các bạn. Lo này là B89 nha. Hôm trước mình cũng mua được một cái nhưng mà lượng nhỏ hơn. Về mình gỡ ra thì lo nó mục hết rồi. Mạch thì nó cũng bị hư luôn, mình bỏ luôn rồi. Bữa nay mình làm được cái này bự hơn chút. B89 nha. Kệ đi các bạn. Đây thùng mục rồi nè. Thùng mình chuẩn bị mối ăn rồi nè. Thì kệ các bạn. Có thì xài, sửa được xài, không được thì ba mua cái mới thôi. Tiếp thì mình mua này mua nhiều đồ lắm rồi. Mình mua tiếp mấy món này nè. Ba cái này là ba cái dây của cái nguồn vi tính. Mình cắt mình lấy về cái này về nè, mình làm ba cái dây tín hiệu, sau này mình làm dây ngắn ngắn mình chế cháo thì cũng được mà. Mua thì nó mắc ha. Nhưng mà sự ra cắt mấy dây mà từ máy tính cũ người ta giạt con mấy đồ đó quá giá. Bạn thấy là bán ra mấy nó chơi chai á. Bạn mua mấy này nha, về bạn chế cháo dây cũng được, đủ loại màu dây luôn. Cũng như đen, như xanh, như là trắng, đỏ nè. Đủ loại màu luôn. Này dây của máy tính. Tiếp thì mình làm được cái này nè. Này hôm nay là mình đi chỗ này chỗ khác các bạn. Hôm nào trước là bữa đó bữa trước, bữa nào bữa này mình muốn quay. Mình đi hai chỗ, hôm nay mình muốn quay là tại vì cho nó có đồ muốn ít đồ quay video cũng làm biến. Đây mình cũng làm được một cái này là cái ổ cứng của máy bàn nha. Nó để đây là 250 g nha. Nó để là đây là 5 bon nè. Thì thấy mình lượm luôn. Thì bữa để bữa nào mình có mình lấy cái hộp bóc mình thử coi nó còn sống không. Tại này nó sử dụng là cái bóc này kiểu nó khác loại bóc của cái ổ laptop nha. Đây. Thế thì mình làm được cái mấy cái này nè. Cái này là cái ổ cứng, cái ổ CD. Thì ổ CD này á thì mình làm tại một số cái hãng mà máy tính á, người ta tiệm game đâu ta giạt mấy này ra nhiều lắm. Giạt ra đây người ta đa phần nó qua thời, ta cũng còn xài nữa. Bây giờ ta xài những cái men mà men riêng không à, giống như người ta nào có cần cái ổ hồi xưa nó bự đâu. Ta cài bằng win rồi cài bằng USB hết à. Ít khi ta đọc đĩa giờ nó không còn thân thành nữa. Giờ muốn gì đó lên mạng cái tím chút xíu nó có à. Hỏi cần phải ra ngoài mua đĩa như hồi xưa nữa. Đây mình lậm các bạn. Biết chị có chế cháo thì đừng biết nữa. Ta bán mình đâu cũng 10.000 một cái các bạn. Mình mua được cái đó. Nhiều đó. Đây. Cái này nè. Đây cái nè. Đây cũng LG mà mua hết thứ à, LG không à. Đây nó có nút này nè. Nó cũng này hơi cũ à. Thì ở đây nó sử dụng đây nè, mình nó để đây có là 5V rồi 5V.
0.9A và 12V 1.5A đó mà. Nó sẽ đưa vô hai dòng điện. Đây nè, đây nè. Thấy gì lộn, SG không các bạn. Này nè, ổ cứng. Cái này tiếng Việt, luôn nè các bạn. Khối lượng 0.8A nè. Có kích thước sản xuất tại Trung Quốc. Cái gì tới mức độ đó luôn các bạn. Đây cũng còn tem đó rồi. Mua về lúc có tận dụng thì tận dụng thôi. Do lúc mình mua về chứ mình để vô kho nằm đó cả năm trời, mình lấy ra mình bán cái chai là cũng có. Tại vì mình lúc mình không có xài á, thấy thì mua. Nhưng mà người ta gọi là đam mê đi vào máu rồi. Thấy thì mua, không mua thì lúc tới lúc cần thì là không có. Chỉ có thấy cứ mua thôi. Đây có ổ này nó khác ổ nãy nè. Cái này ở đây LG, ổ này nó khác nè. Ổ này sử dụng cái cổng khác người ta nè. Nó không có giống người ta. Thì tiếp mình lộn được hai cái này nè. Thấy lộn luôn. Cái này là cái quạt mà hút cái khí nóng trong cái thùng CPU ra nè. Nên là ta sử dụng được quạt này nè. Và cái quạt này là cái quạt mình ta trùm lên cái con CPU nè. Con CPU, con mà để mà xử lý, ta gọi là quy xử lý của máy tính đó mà. Thì ta trùm đây nè, ta làm đế tải nhiệt, có đế cái đế thêm một cái miếng nhôm để nó hút nhiệt ra nữa. Tại vì khi mà máy tính nó hoạt động đó là cái con chip mà CPU nó nóng, cực nóng luôn. Nó phải cần có đế tải nhiệt không, nó sẽ chết ngay lập tức liền. Tiếp mình làm được cái này nha mà. Này thấy hình lộn luôn. Nay mình làm nhiều đồ lắm. Nay mình làm được một cái này là cái nguồn máy tính nha. Nguồn mình thấy mình làm luôn. Còn nguyên dây điện còn nguyên mà. Cái này các bạn thử nó cũng dễ lắm. Nay để mình chỉ các bạn cách mình thử nó biết nó sống hay chết nha. Thì mình sử dụng mình tận dụng một cái cổng dây điện, cái nguồn cái đầu găm là cái đầu găm chữ giống là cơm điện á. Một số là cơm điện nó sẽ găm kiểu đó nha các bạn. Thì các bạn găm cái đầu dây điện vô đây. Xong các bạn để xuống nha. Thì một cách xong các bạn găm điện 220 vô nha. Đây mình găm vô nè. Thì cái nguồn này nó sẽ không có hoạt động đâu nha các bạn. Mà các bạn lấy trên cái dắt dây này nè. Mình chia sẻ năng dắt dây trong cái nguồn này nè. Các bạn lựa cho mình một cái cọng dây màu xanh này nha. Xanh lá nè. Cọng dây xanh lá này nè. Chỉ bất kỳ một cọng đen nào trong đây thôi. Bất kỳ cọng đen nào cũng được nha. Xanh lá với bất kỳ cọng dây đen nào. Các bạn hai cọng dây đó bạn chạm với nhau. Đây, mình sẽ sử dụng cái nhíp luôn nha. Mình không khuyến khích các bạn sử dụng nhíp nha. Các bạn đang sử dụng một khúc dây điện các bạn làm nha. Mình đây làm biến quá, mình lấy cái này luôn. Thì các bạn lấy một cái khúc cọng dây màu xanh lá nè. Xanh lá nè. Với một cái cọng dây đen nha. Dây đen thì hai cọng dây đen này. Thì nó sẽ nằm là cái chân số 3 và chân số 4 nè. Thì đây mình sẽ găm cho thử nha. Chân 3 nè, chân 4 nè. Đây. Thì mình thấy cái nguồn nó quay nha các bạn. Đây, cái quạt gió nguồn quay nè. Hả? Đây mình rút ra nè. Đó, dừng nha. Ồ, vậy là cái nguồn còn sống nha các bạn. Đó, cái nguồn còn sống nè. Thì mình chỉ phát hiện mình cái cách cho mình để mình nhận biết cái nguồn còn sống hay không thì cái vậy thôi. Các bạn ra mà mua đồ mà dựa, nếu mà con người ta cho thử điện thì các bạn nên thử bằng cách này. Một là các bạn cắt cọng dây xanh này luôn, chứ cọng dây đen này, hai cọng dây đen, bất kỳ cọng dây đen này cũng được, chứ cọng dây xanh này các bạn nối lại rồi bạn găm điện vô. Nếu mà cái quạt CPU này nó quay, cái quạt tải nhiệt này nè nó quay thì đồng nghĩa là nó còn sống nha. Tiếp mình mua được cái màn hình tivi. Đây màn hình tivi Samsung. Thấy gì lộn luôn. Thì xui con cái là tính như thử mà thử cũng được các bạn. Cái nguồn tivi nát con cái là nó sử dụng là cái nguồn mà của cái màn hình máy tính chứ không phải tivi nha. Nó lộn. Thì cái nguồn này nó sử dụng là 14V và 2.1A. 2.1A nha. Nhưng mà xui con cái là nó sử dụng cái này nè. Nó sử dụng một cái jack 14V nên mình không có đồ để mình thử nữa. Nên mình để đi bữa nào mình thử nha. Thì mình để tiếp mình làm được cái này nè. Cái này thì đẹp hơn nha. Cái này thầm mấy cái này mình thử được các bạn. Cái này thì mình sử dụng cái cọng dây nãy nè. Dây nãy nè các bạn, mình quay mình găm vô thử nha.
diêm vô rồi nè. Thì cái này các bạn bấm nút nguồn còn lên hay không đây. Này nó hư rồi mà các bạn, gầm hết lên luôn rồi. À còn lên nè. Anh nó lên nữa bạn. Mà nó làm như nó bị nó bị lỗi nha bạn, thấy không? Đây nè, nó bị đốm đốm. Kệ đi bạn. Vậy hư thì thôi, bữa nào mình bây giờ mình test sửa đồ cũng được. Mình sửa đồ cũng được. Tiếp đây thì mình đây nè, mình còn quay cho bạn xem luôn. Thì ở đây mình mua được mấy cái quạt này. Thì hai cái quạt treo tường nè. Hai cái quạt treo tường. Xin côn các bạn. Đây, xin côn nè. Quạt này mình không có thử nha. Quạt này nãy mình mua tại vựa mình cũng không có thử luôn. Thì nhưng đa phần những cái quạt này á, đang mua về á, nó thực sự nó không có cháy đâu. Đa phần nó đứt cái cầu chì ở trong cái cuộn dây á. Các bạn no gỡ ra bằng thay màu lon thay cầu chì. Hai là bạn nấu trực tiếp lại luôn cũng được. Có cái lợi bệnh của quạt sen cơ và đa phần là nó bị sẽ bị ví dụ mà đứt cầu chì rất là nhiều. Đây, sẵn mình mua còn rất là mới nha các bạn. Cả cánh luôn. Tiếp bên cái nè, cái này có thể là ở nhà người ta thấy gãy cánh rồi người ta bán luôn nữa mà. Còn dính ba cái vôi nè, qua quét vôi tường còn dính sơn bê gì nè. Thì quạt này nó bị gãy cái cánh này. Đây cũng sen cơ nè, bộ quạt này quạt mới nè. Sen cơ các bạn, có 2 dây giờ 2 dây đàng hoàng, 2 dây kỹ luôn á. Dây số luôn các bạn. Loại này cũng rất là tốt. Loại này đa phần giờ ta hay xài loại này nhiều lắm. Tại loại này rất là bền á. Thấy gì lắm các bạn. Tiếp đây mình lại cái quạt này. Quạt này để mình quay cái máy cho các bạn coi luôn, mình không có đem qua được. Cái quạt này cũng là sen cơ nha, nhưng mà rất là cổ các bạn. Quạt này có thể là cũng mười mấy hai chục năm về trước. Các bạn thấy cái chân quạt không? Đây, cái thân quạt nó hồi chè thược vậy nè. Cái chân mình bỏ lúc này kia các bạn thấy không? Đó, cái chân mũ ngoài luôn vậy đó. Đó, cái chân mũ ngoài nè sao mà tím tím luôn. Để cái thân quạt nó về thược các bạn. Nó có cái số và nó có cái nút bấm này, nút dặn hàng thời gian gì nhóc các bạn. À, thấy nè. Đây. Mình quay các bạn xem. Thì cái quạt này mình có thử rồi. Nó không có chạy nha. Mà nó im ghe luôn. Cái quạt này mình nghĩ là nó đứt cầu chì nữa nè. Chắc mình nghĩ là chắc đứt cầu chì luôn. Còn không thì cái tụ K3 nó bị tụ đề nó bị hư thôi. Mình thấy mình mua về rất còn tận dụng mình xài thôi. Thì mình mua tổng thể hết là bao nhiêu đây nè các bạn. Đây, màn hình tivi, hai ba cái màn hình, rồi ba cái nguồn TV, nguồn máy tính, rồi ba cái ổ CD của máy tính, ổ DVD. Đọc DVD, đọc ghi, hai ba cái quạt luôn, loa các bạn. Loa là ba cái đầu thu. Hay rất là nhiều, mình mua, hôm nay mình mua rất là nhiều luôn. Tại vì cái này là mình mua không phải một đợt, mà mình mua tới hai đợt rồi. Mình mua hai đợt rồi. Tại vì một đợt trước là mình đi mua. Mình mua chủ yếu là được cái loa với hai ba cái đầu tình đầu thu mặt đất nè. Với mấy cái đèn, mấy ổ điện này thôi. Thì đâu hết 70-80 ngàn vậy đó. Với hai cái quạt này, cái mình hôm nay mình đi cái mình thấy được cái quạt này nè, cái quạt này mình thấy và mình lượm luôn. Với cái màn hình nè, với mấy cái bộ này mình mua sao nè, đâu 100 ngàn nữa các bạn, trăm mấy gì đó. Thì tổng hết hai đợt mình mua là 200 ngàn là bao nhiêu đó các bạn, cũng khủng khiếp ba đồ luôn. Vì mình chế cháo đã ra đời biết nào hết. Tại mấy cái quạt này nó hơi mắc nha, cái quạt này nó bán tới 30 ngàn một cây vậy đó, không chục các bạn. Quạt mà các bạn mua ngay được cái quạt dây đồng là người ta bán mình tới đâu tới ba mấy 40 ngàn cây á, mà dây đồng nó hơi mắc á. Tivi thì rẻ các bạn, ta bán ra ta bán 10 ngàn cái. Tại tivi đa phần là người ta bán ở đây là đa phần hư hết, ta bán khi còn nguyên lắm nên ta bán ở cái giá mình nó cũng rẻ lắm, 10 ngàn 15 ngàn. Mấy ổ này cũng 10 ngàn cái, 10 ngàn 5 ngàn gì á. Có nguồn này ta bán 20 ngàn nữa các bạn. Thì lặt vặt hết tổng thể là 200 ngàn các bạn. Đợt trước thì mình mua đâu 90 cái gì, 90-100 vậy, đời sau mình mua đâu cũng trăm mấy vậy. Thì tổng đâu 2 lần 100, 2 lần 200 nữa mà. Thì nó là nhiều đó các bạn. Quay cao ra các bạn mình xem nè.
Thì hôm nay mình quay video này cho các bạn, mình ai có đam mê giống mình á thì xem chơi với mình thôi. Thì mình mua đồ lặt vặt đi mua rồi đó, chế cháo các bạn. Thì anh em một số người cũng có người có nhiều cùng, một số người cũng có sở thích giống mình, đam mê sưu tầm mấy đồ chơi chay về để vô kho, để chặt cái nhà luôn. À, mình chất cả nhà này các bạn thấy nè, đây nè. Có lâu đầu để nó khủng khiếp đây, ba đầu điện thì mình chắc cũng lưa chỗ mình quay đầu luôn rồi. Đây các bạn thấy ba lo hết hồn dưới này, mình mua đóng tiếp về mình để nè, mình chắc bên kia một kho, bên kia là bên đây mình đổ đóng đồ bên đây nữa. Đam mê các bạn ơi, thấy thì mua thôi. Thì các bạn thấy video mình chia sẻ mà hay hữu ích thì cho mình like nha, đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.